Xin chào quý vị. Hôm nay mình sẽ làm video ra cánh đồng lấy mấy cây. Đây là một trải nghiệm thực tế về việc làm một nông dân. Video hơi dài cho nên các bạn chú ý chịu khó theo dõi nhé. Hello. Đây là đầu máy cày xới đất cầm tay hiệu Đông Phong GN91. Đây là đầu máy sử dụng động cơ S1100A, có công suất là 16 mã lực. Đây là đầu máy kéo có sử dụng 18 lưỡi dầu phay để đào đất, để cày xới đất đấy. Đây là một dạng đầu máy kéo, máy cày rất là thông dụng tại các cái vùng quê. Nó có chức năng xới đất, cày ruộng rất là linh hoạt. Tổng trọng lượng của cái đầu kéo này là 360 kg, tải trọng có thể tới 1200 kg. Tốc độ trên lý thuyết mà chạy trên đường thì là 21,8 km/h, còn chạy dưới ruộng như thế này thì chắc có lẽ là tầm khoảng 15 km/h. Bình chứa dầu của cái dầu này nó tầm khoảng 20 lít dầu. Mình nhớ trong đầu máy này nó tầm khoảng 6 lít. Đầu máy kéo này rất là khỏe. Đây là nền đất ruộng rất là lún, rất là mềm, là ruộng lún rất là sâu và rất là nặng. Các bạn nhìn thấy là máy kéo rất là khỏe, chạy rất là nhẹ nhàng, cảm giác nó không có một cái gì gọi là vướng bận gì đâu cả. Chiếc máy cày này chạy tương đối là nhanh và êm ái. Trong vòng khoảng tầm 15 phút mà tôi đã chạy được khoảng một mảnh ruộng khoảng 500 m2, hơn 500 m2, rất là nhanh.